đi 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 theo tôi nè, đi theo tôi. Cậu hai gì hết á, à, đi theo tôi đi. Giờ giờ này bà ngủ rồi, bà ngủ rồi. Kìa cậu hai, à, mình giờ giờ này mình chưa ngủ nữa mình. Trong mùng có muỗi, tôi ngủ không được. Dạ thưa mợ hai, hồi chiều khi đi con đã bắt muỗi rồi, sao giờ này mợ hai còn thức vậy, mai không chịu ngủ. Tôi nói là trong mùng có muỗi tôi ngủ không được. Dạ thưa mười hai, con vô con bắt mũi với mười hai, con nhăn mùng lại cho mười hai nha. Mười hai đi đi bắt mũi kìa. Mình à, em nói cho mình nghe nè, hổm gai á em thấy mình lạ lắm đó nha. Lạ sao? Em thấy dạo này á mình bên trọng bên khinh mình ơi, hay là em nói với mình nghe gì nè ha. Tối đêm nay á mình ở lại đây nè, mình ngủ với em nha mình nha. Ngủ với em thôi, đi để đi ngủ với Huệ. Quệ hoài à. Mình ơi, tối đêm nay á mình ngủ với em đi. Em nhớ mình lắm, không có mình ngủ với em á em ngủ không được mình à. Ngủ với em hoài, không có đẻ tôi đứa con nào hết á. Bây giờ mình à, em nói mình nghe nè, tối đêm nay mình ngủ với em đi, em gán em sẽ đẻ kiếm cho mình một đứa con mà. Hứa hoài, có thấy gì đâu. Mình à, thôi mà mình chiều em đi nha. Chiều em nghe mình nha. Mợ hai ơi, mợ hai, con văn mùng rồi, mợ hai vô ngủ đi. Được rồi, để đó đi. Mình à, mình qua bên phòng em mình ngủ nha mình nha. Ngủ với mình nữa hả? Dạ. Không, má tôi nói là tôi là chồng, tôi muốn ngủ với ai tôi ngủ à. Tối nay đi qua ngủ với Huệ. Cái gì? Đó, tối ngày cái trợn mắt hoài, tôi sợ, tôi không ngủ, không thèm ngủ. Thôi bây giờ tôi đi qua tôi ngủ với Huệ. Tối ngày tôi quệ hoài à. Thôi cậu hai à, ngủ với mợ hai, vô ngủ với mợ hai đi cậu hai. Không, tôi đi ngủ với Huệ à. Huệ. Dạ. Ngồi xuống đi em. Mợ hai. Ngồi xuống đi. Dạ thôi được. Ngồi xuống. Mở hai. Huệ à. Dạ. Chị biết trong tình cảnh như thế này chị em ta đều không có lỗi. Bây giờ á, chị sẽ tìm cách cho em. Lâu nay á em có liên lạc với cậu thân không? Dạ. Dạ không có mở hai. Bây giờ Huệ à, bây giờ chị sẽ tìm cách cho em tìm lại cậu thân và nối lại duyên đầu. Em được. Nghe lời chị sẽ bàn cách cho em. Được không mợ hai? Em yên tâm đi, mợ sẽ tìm cách đưa cho em đi tìm cậu thân để nối lại tình đầu của em, được không? Nếu mợ hai giúp thì em sẽ làm được. Bằng cách nào em cũng làm được mợ hai. Bây giờ á, em bỏ trốn đi. Hả? Không được mợ hai. Sao mà không được? Bây giờ chị cho em rất là nhiều tiền, thật là nhiều vàng để em đi tìm cậu thân để nối lại tình đầu. Đi đi em. Không được mợ ơi, không có em bà cũng bắt người khác thế vô mà mợ ơi. Huệ à, em an tâm đi, em cứ việc đi đi, tới đâu thì hay tới đó, chỉ lo mồ gì. Rồi còn mồ mả không bà? Em yên tâm, mồ mả của cha mẹ em thì sẽ cho người cải táng về trong đất má của chị. Em yên tâm đi, bà cả không có làm gì mồ không mả. Không được mợ ơi. Sao nữa em? Có ông ngoại em. Yên tâm, ông ngoại của em hả, chị sẽ lo thang thuốc, sẽ đưa người chăm sóc cho ông ngoại của em. Em yên tâm đi, chị không bao giờ để cho gia đình của em phải là bồ mã cha mẹ anh chị của không em được. Không được, em có thai rồi.
Hồi chiều nay bà kêu bà mụ qua khám cho em, nói em mang thai 3 tháng. Bà mụ khám nói em đẻ con trai. Bà hai và bà và cậu vui lắm mợ. Cái gì? Em có thai đẻ con trai. Lão mợ, nói lão thiệt mà mợ hai. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Quê mợ hai, tại sao cô đối cô tới hai lúc này? Mợ hai, cô muốn vào để cô giành chân của tôi hay sao? Quê mợ hai, tại sao? Mợ hai, tôi tìm đủ mọi cách để cho cô nối lại tình đầu, mà bây giờ cô lại nói cô bị mang thai. Tại sao Huệ? Mợ hai, tại sao? Không có ai quá. Tại sao? Cái này là do cậu hai. Mợ hai ơi, em mong con hết. Thì thương chồng, tôi dẹp bỏ hết tất cả những hờn ghen để không hành hạ cô, mà bây giờ cô lại nói cô mang thai trong lúc này. Bây giờ cô đến đây cô đi giành địa vị của tôi. Em Quệ không, em tại sao vậy Quệ? Em không có mà. Tại sao vậy Quệ? Em không có mà. Tại sao vậy Quệ? Nửa đêm nửa hôm không để cho ai ngủ nghe gì hết trơn. Trời, cái gì mà tụi bay ôm sùm vậy? Chuyện gì? Chuyện gì mà ôm sùm ở đây? Quệ bị gì máu quá, quá rồi má ơi. Cái gì? Hả? Trời ơi, má. Cổng, cổng đi liền. Cổng vợ mày đi liền. Lẹ lên đi lên mà mụ liền lập tức. Đưa vợ mày, đưa vợ mày đi liền. Lẹ lên lập tức. Lẹ lên. Trời ơi là trời. Thì ra là mợ đó hả mợ hai? Thì ra là mợ đó hả mợ hai? Mọi chuyện xảy ra là do tại mợ phải không mợ hai? Mợ bước ra đây, bước ra đây. Tôi hỏi mợ, tôi hỏi mợ, mợ không sanh con được. Tôi tìm người về đây để sanh cho tôi có một đứa cháu để nối dõi tông đường, mà tại sao nỡ lòng nào, nỡ lòng nào mà tàn nhẫn vậy hả mợ hai? Hả? Tại sao vậy? Hả? Mày, mày thấy không? Mày, mày là con ác phụ. Mày là con ác phụ, mày vừa giết một đứa bé vừa mới tưởng hình trong bụng mẹ. Tại sao mày ác như vậy hả mày? Hả? Mày là con ác phụ. Đứng lên. Ba con ơi, ba con ơi, thấy không? Tôi không có trao đổi để nối dõi tông đường. Tôi mơ tôi tìm người về đây để sanh cho tôi có một đứa cháu nội, mà nỡ lòng nào, nỡ lòng nào mày. Mày chết mẹ mày, chết. Chưa, nó sanh không được mà bây giờ nó lại giết một đứa bé vừa mới tưởng hình trong bụng mẹ. Tao nói cho mày biết, tao nói cho mày biết, đứng lại đây,
cháu nội tao mà có bề nào, cháu nội tao có bề nào mày không yên với tao đâu, mày không yên với tao đâu, con phụ tàng, con ác hồ. Cháu nội, cháu nội tôi, cháu nội tôi, trời ơi. Mày lên đây, mày lên đây cho mọi người thấy bản mặt mày. Mày lên đây, mày là con ác phụ, mày là con ác phụ, mày là con ác phụ. Hãy nhìn đi, bà gái nhìn đi, nó là con ác phụ, nó vừa giết một đứa bé vừa mới tử hình cho một mẹ. Mày không phải là con người, mày là con ác phụ. Gì mày không tôi là một con ác phụ. Bàn tay tôi vừa giết chết một bào thai vừa mới tử hình trong bụng mẹ. Không, không, chính cái lề lối dao bóng khắc nghiệt một cái con khác người đã khiến cuộc đời của tôi vào con đường hố sâu tội lỗi. Tôi khắp dù các người, tôi ăn các người, chính các người đã biết tôi là cuộc đời của tôi vào con đường hôn trâu trời đời. Tôi khắp dù các người, tôi ăn các người, tôi khắp dù các người, tôi khắp dù các người. Chạy ra đi, nở mở ra đi. Vậy con, vậy dọn gánh lô tô đi con, đứt giò đứt cẳng hết trơn á, trời ơi trời ơi, thôi thiệt khổ ghê quý vị. Dọn gánh lô tô đi, bây giờ mấy trái banh lô tô nó lọt mất tiêu hết rồi. Dọn đi con ơi. Quý vị ơi, quý vị có thấy thương không quý vị? Thương vô cùng. Tấm lòng của các con cô quý trọng, mẹ quý trọng lắm, quý thương yêu các con nhiều lắm. Các con đã thương mến bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương này, truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà kịch bản này là một kịch bản duyên kiếp, một kịch bản duyên kiếp của tác giả Hoàng Song Việt. Chắc có lẽ đêm nay nếu quý vị có quay ảnh quay hình này mà livestream lên mà anh Hoàng Song Việt có thấy thì anh Hoàng Song Việt cũng sẽ thương cảm cho các con rất là nhiều. Phải thông cảm là vì khi tụi con hát thì tụi con chưa có ngỏ ý với anh Hoàng Song Việt, nhưng mà chắc có lẽ anh Hoàng Song Việt anh sẽ thấy và sẽ cảm động rất nhiều. Một kịch bản mà rất là nổi tiếng mà đã đưa tên tuổi của Thanh Hằng được đến ngày hôm nay. Hãy đi tới đâu là thấy là kỹ vô mặt có con mẹ già duyên kiếp. Con mẹ già duyên kiếp. Quý vị thấy các con của nó, các con của Thanh Hằng hôm nay, mặc dù các con không có ca nhưng mà các con đã thể hiện được những cái gì mà đam mê của các con. Quý vị thấy cái kịch bản này nó kinh động vô cùng luôn. Nó đi sâu vào lòng người suốt mấy chục năm nay. Năm mà 1996 là Thanh Hằng diễn cái vai bà Mùi này, bà cả này. Xong rồi 1997 Thanh Hằng được đoạt giải Mai Vàng, một vai độc, vai phản diện xuất sắc nhất năm. Cho nên là hôm nay để được diễn với các con qua lời mời của Lộ Lộ, mẹ mừng lắm. Mà được sự hưởng ứng của quý vị khán giả, không phải là các cô chú với thế hệ trước, mà bây giờ các con ngồi dưới này đều thế hệ trẻ hết.
Các con thấy sân khấu cải lương nó có nhiều cái tuyệt vời lắm các con. Khi các con xem được mà hát live như thế này nè, các con mới thấy được từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt của mỗi một người nghệ sĩ. Cái sức lao động nó tuyệt vời lắm quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Con xin cảm ơn mẹ đã... Tuy là không có tập vợt cho kỹ, nhưng mà mẹ chỉ nói là sơ sơ thôi, mà mẹ đã dìu dắt cho tụi con như vậy. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ chỉ có nguyện ơn trên. Mẹ nguyện với lại Phật trời, tụi cửu quyền thất tổ thương mẹ. Cuộc đời của mẹ sống cái nơi an toàn của mẹ nhất là sân khấu. Cho nên 15 năm định cư Úc Châu trở về quê hương, được khán giả thương mến và luôn lúc nào cũng đang dang rộng vòng tay để đón nhận nghệ sĩ Thanh Hằng trở về quê hương với một cái tình thương rất là quý báu như thế này. Thanh Hằng chỉ nguyện rằng con đầy đủ sức khỏe, con hơi thở, giây phút nào, nơi đâu các con cần để Thanh Hằng tiếp cái ngọn lửa yêu nghề, đam mê nghề này. Cho nên Thanh Hằng cũng sẵn sàng trút hết hơi thở cuối cùng để truyền lửa lại cho các con. Cảm ơn mẹ. Thưa mẹ, thì thay mặt cho tất cả các chị em của đoàn Lưu Tư Sài Gòn Đương Thời, con xin cảm ơn mẹ. Thứ nhất là nhận lời của con tới đây biểu diễn trong cái đêm mà chủ đề là cải lương và hậu quảng. Và thật sự hôm nay là khán giả rất là đông. Thưa quý vị, là hai đêm trước tụi em làm là không có đông khách đâu, chỉ có không có nhiều khách lắm. Nhưng mà hôm nay là tới giờ này mà quý vị còn phải đứng được hết chỗ ngồi luôn, đứng để coi tụi em diễn, coi má Thanh Hằng của em diễn, thì điều đó là hết sức hãnh diện cho cải lương. Dạ, điều đó dạ, là rất quý vị thấy cái nhân vật mà trong cái vai cô Ba Thu này ở trong kịch bản mà quý vị đã từng xem cải lương Duyên Kiếp á, quý vị thấy rằng là Hội Mỹ. Hội Mỹ. Dạ. Còn con? Con là La Kim Quyền. La Kim Quyền. Dạ. À, quý vị thấy La Kim Quyền diễn xuất sắc không quý vị? Cái người nghệ sĩ mà khi ở trên sân khấu mà diễn mà được chúc kết tất cả cái tâm huyết của mình là do nhờ khán giả hết. Cái máu lửa của khán giả đã đẩy, đã động lực và đẩy cái sức lực của quý vị khán giả đã đẩy cho Quyền diễn đêm nay rất là xuất sắc. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay. Con hãy cúi đầu chào cảm ơn khán giả. Dạ, kính thưa mẹ với lại tất cả quý vị, sở dĩ mà chị Quyền á là diễn xuất sắc như vậy là chị Quyền đã có một cái bản năng nghệ sĩ rất lớn. Nhưng mà cái quan trọng nhất quý vị, nguyên một đoàn có mình bả cái tóc thiệt để mẹ em nắm được thôi, còn như mấy bà kia nắm hơi xúc hết. Không có đâu à con à, tóc giả mẹ nắm theo kiểu tóc giả. Để thử giờ cái đầu của con đưa đây mẹ nắm cho con coi. Lại mẹ mẹ làm liền đi mẹ, làm còn con tóc thiệt mẹ, con tóc thiệt luôn. Con tóc thiệt luôn, không phải tóc già. Thôi, mà máu chảy ra nhiều quá rồi. Bây giờ vô đó quý vị thấy không, một người nghệ sĩ hát trên sân khấu mà từng giọt mồ hôi, từng giọt nước mắt và từng giọt máu như thế này mới quý vị mới cảm thấy giá trị của một cái người đứng trên sân khấu. Một lần nữa xin cảm ơn. Cảm ơn con yêu rất nhiều. Chúc cho con luôn luôn lúc nào